Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh ẩm thực Nấu Gì Ta. Các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh canh ăn nha các bạn. Bánh canh này là bánh canh bột gạo nha. Mình làm bột gạo với bột mì, rồi mình tự xe nha, chứ không phải mua bánh canh mua chợ nha các bạn. Cái này là mình nấu bánh canh theo vị của lẩu Thái nha. Cái vị chua, ngọt, giống như là lẩu Thái vậy đó. Rất là ngon nha, ăn không có ngán. Ở đây mình có giò heo thì mình đem về nấu sôi lên rồi rửa sạch lại rồi hầm nha. Hầm trước đi. Rồi đây là rau ăn kèm nè, gồm có giá, hẹ nè, nấm rơm, sả. Còn bột là có bột gạo và bột mì nha các bạn. Ở đây mình có 300g bột gạo nha và 50g bột mì nha, chỉ hai loại bột đó thôi. Rồi mình cho nước sôi vào đây nha. Các bạn nhớ là nước thật là sôi nha. Đó, cho nước sôi vào đây rồi các bạn trộn đều nó lại. Đó, cho nước sôi vào cho bột nó chín nha. Cái bột này nhồi ra rất là dẻo nha các bạn. Ngày xưa thì mình phải lấy trùng bột ha, còn ngày nay bây giờ thì nó đã có cái bột gạo này là bột gạo lọc á, bột nhuyễn luôn nha các bạn. Đó, trộn lại. Các bạn trộn cái nước này không có liều lượng là bao nhiêu đâu. Các bạn nhồi khi nào thấy nó vừa tay là được à. Rồi cho vào một ít muối và cho vào khoảng 2 muỗng dầu ăn nha. Cái này là khi các bạn nhồi là nó không có dính thớt, dính tay gì hết á. Các bạn cho dầu ăn vào đây thì cái bột nó rất là ngon nha. Đây, các bạn thấy cái bột nó dẻo như thế này nè. Các bạn làm giống y như mình đi, thiệt bảo đảm với các bạn là cái bột rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình xe, các bạn nào không thích xe như mình lâu thì các bạn cán ra rồi xắt nha. Các bạn thấy chế dầu ăn vào đây là cái bột xe không cần phải thấm bột khô nha. Bột không có dính vào thớt, vào tay gì hết nha. Đó, cái này thì xe bằng tay thì mới được, chứ đeo bao tay vô là các bạn xe nó không có được. Nếu các bạn nào không thích xe vậy thì các bạn cán ra rồi xắt cũng rất là ngon. Nó cũng giống vậy thôi. Đó, như vậy là đã xong nha. Rồi, được một mớ bánh canh rất là ngon nè. Đó, các bạn thấy không? Xe riết một lúc là nó đều tay lắm. Rồi bắt lên một miếng dầu, cho hành với tỏi vào cho thơm nha. Rồi cho sả vào luôn. Rồi tiếp tục cho thơm và cà chua vào luôn nha. Nấu cái này như là các bạn nấu nước lẩu Thái vậy đó. Đó, cho vào một ít hạt dầu điều nha. Rồi cho nước vào, dầu điều này mình thắng xong mình để tủ lạnh cho nên nó đông lại đó. Rồi cho hết phần xương mình đã hầm trước vào cho nó nhanh. Trong thời gian mình xe bánh thì mình đi hầm xương ha. Rồi bây giờ vớt bọt cho sạch lại nè. Thơm bát ngát luôn các bạn ơi. Rồi đem vào đây 2 muỗng đường, 1 muỗng bột ngọt và 1 muỗng muối. Rồi cho nước cốt me vào đây nha. Cái này gia vị thì tùy theo gia đình nha, nên nếm lại cho vừa ăn. Rồi bây giờ mình sẽ gắp sả bỏ ra bớt nè. Gắp hết sả ra. Đó. Rồi vậy thì mình cho nấm rơm vào nè. Rồi mình cho nấm bạch tuyết vào luôn. Rất là ngọt nước nha. Rồi tiếp tục mình cho mộc vào đây luôn nha. Bánh canh này là mình nấu với mộc, với chân giò. Một nồi bánh canh rất là ngon luôn. Ngọt nước lắm các bạn ơi. Rồi tiếp tục cho bánh canh vào. Cho từ từ thôi nha. Cho từ từ xuống thôi. Rồi các bạn để đó cho nước nó sôi lên, sôi một lúc đi ha. Rồi các bạn nâng niu từ từ thôi. Các bạn làm mạnh tay quá thì bánh canh nó sẽ bị gãy á, nó khi nó còn mới thả vào á thì nó sẽ bị gãy. Các bạn nấu một lúc. Rồi các bạn nâng niu từ từ thôi. Rồi như vậy là đã được rồi này ha. Đây một nồi bánh canh nè, không gãy một cọng nào luôn nha. Rất là dai, rất là ngon nè. Đó, rồi nêm nếm lại nha, nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình mình. Rồi cho vào đây ngò gai vào đây luôn. Cái này mình nêm bằng ngò gai chứ không có nêm bằng hành lá nha. Rất là ngon nha. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.